Tiếp tục chia sẻ cho các bạn một vườn quất chậu nhựa buổi rất sáng đẹp luôn. sáng tươi đẹp rồi. Chín Như ngày thế mới nào chín mời đấy bạn à? Cây này cùng còn xem bác chủ vườn nói thế nào nhé. Chưa bán còn mới mứng to này, mới đẹp mà. Như cây này của chú đi bán ra là bao nhiêu tiền một cây hả chú? Mình lấy bao nhiêu cây? Đây, nếu mà lấy số theo luống hay là theo luống lấy mấy mấy luống? Đây chỗ này 35 cây của một luống. 35 cây một luống ạ. 100 cây. Nếu mà số 100. 100 cây. Giá số 100 cây như nào chú ạ? Cứ 3 luống này. Cái này ví dụ lấy 3 luống này đẹp là giá bao nhiêu ạ? Để cháu xem nào. Giá luống này 220. 220. 220 một cây hả chú? Xem thực tế cây quất là 220 một cây trên chậu nhựa. Số điện thoại nghe mờ quá nhỉ. 0384 240 144. Đấy cái số của tao. Đấy ba, các bạn cần thì cứ liên hệ vào số điện thoại đó đọc. 220 thực tế cây rất là đẹp luôn, nọc lá rất là nhiều. Cây rất là mau mắn, mình đi vào rất khó, rất là đẹp luôn. Nào có nhu cầu mua cứ về tại xã Đông Tảo, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên, và gặp trực tiếp bác chủ vườn Vui Tính nhá. Mình sẽ đi quay một loạt cho các bạn xem thực tế luôn. Thời tiết hôm nay nắng quá, thành ra là mình quay hiệu ứng điện thoại nó không được xanh cho lắm. Bạn nhìn này, rất là sai quả và đẹp luôn. Rất là đẹp. Tổng vườn này có khoảng 200 cây thôi gì đấy. Rất là đẹp. Quả xanh, quả chín đều có. Này trồng một cây đó là bác mang về chơi rồi. Chơi sớm đấy. Thế cây này có thể là mang về chơi từ bây giờ được rồi. Bởi vì rồng trên chậu này các bạn là cứ yên tâm, khi mình vận chuyển đi là nó không bị héo. Rất là đẹp luôn. Quất này nó lợi thế hơn ở quất đất là khi bây giờ đã rồng trên chậu rồi là mình khi mình vận chuyển nó không bị héo nhá. Các bạn xem, nọc lá bắn rất nhiều luôn. Clip của mình đến đây cũng xin được tạm dừng. Xin chào các bạn.